Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đa Kính Gia Sản Trăm Tỷ, 61 tuổi vẫn độc thân, từng mệnh danh là nam thần được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Hà Gia Kính ở tuổi ngoài 60 gây tiếc nuối khi vẫn còn độc thân. Dù vậy, nam diễn viên hài lòng với cuộc sống tự do tự tại của mình. Tuổi thơ bất hạnh của Triển Chiêu. Hà Gia Kính sinh năm 1959 tại Hong Kong. Tuổi thơ của anh không trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn khi còn đang học trung học. Sống cảnh gia đình đổ vỡ nhiều năm, nam diễn viên trở nên khép kín, rụt rè so với bạn bè đồng trang lứa. Vốn đam mê đá bóng từ nhỏ, Gia Kính mong muốn sau này sẽ trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, cú sốc từ việc mẹ đột ngột qua đời khiến anh thay đổi suy nghĩ. Hà Gia Kính quyết định đi du học ngành thiết kế quảng cáo với mong ước tương lai bản thân sẽ tốt đẹp hơn. Định mệnh với nghiệp diễn của Hà Gia Kính bắt đầu từ năm 24 tuổi khi anh vừa tốt nghiệp và trở về Hong Kong. Vai diễn đầu tiên cũng là vai chính trong bộ phim Đại Tướng Quân, qua đó giúp Gia Kính nhận ra khả năng diễn xuất bản thân và quyết tâm theo đuổi. Vai diễn thay đổi cuộc đời. Hà Gia Kính với vai diễn Triển Chiêu không thể thay thế của màn ảnh Hoa ngữ. Đầu thập niên 1980, Gia Kính quyết định ký hợp đồng với đài ATV, một trong hai hãng truyền hình lớn nhất Hong Kong thời điểm ấy. Đến năm 1993, sự nghiệp Hà Gia Kính thăng hoa rực rỡ khi nhận vai diễn Triển Chiêu trong tác phẩm kinh điển Bao Thanh Thiên. Vai diễn này đến rất đúng thời điểm, giúp tôi tìm được vinh quang trong nghề. Nói cách khác, tôi và Triển Chiêu khá giống nhau từ ngoại hình, tính cách. Cũng có thể đó là lý do mà trong mắt nhiều người, tôi diễn thành công nhân vật này, tài tử bày tỏ. Hà Gia Kính đã khắc họa thành công một hình tượng anh hùng Triển Chiêu vẻ ngoài khôi ngô, tính cách nghĩa hiệp, giúp yếu trừ bạo. Dù sau này, các hãng phim mời không ít diễn viên đảm nhận vai diễn, song chỉ duy nhất ngôi sao họ Hà là lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Cùng với Bao Công Kim Siêu Quần, anh nhận được sự ngưỡng mộ, yêu mến từ công chúng khắp nơi. Sau này, Hà Gia Kính tiếp tục góp mặt trong khá nhiều phim như Trung Hoa Anh Hùng, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Tuy nhiên, dấu son quá lớn với vai Triển Chiêu như vách tường ngăn sự nghiệp vốn đang trên đà phát triển. Nhận thấy nghề nghiệp không còn sự bứt phá, tài tử quyết định giải nghệ chuyển hướng kinh doanh. Hà Gia Kính dùng tiền tiết kiệm đầu tư nhà máy, thuê nhân công chuyên sản xuất nông sản sạch. Nhờ đầu óc nhạy bén và may mắn, công việc kinh doanh của anh ngày một phát đạt, trở thành triệu phú. Độc thân tuổi xế chiều 13 năm kể từ thời điểm rời xa làng giải trí, Hà Gia Kính giờ đây trở thành một doanh nhân giàu có. Theo tạp chí Thời Đại, từ số vốn ít ỏi ban đầu, doanh nghiệp của anh được định giá khoảng 120 triệu nhân dân tệ, gần 400 tỷ đồng. Triển Chiêu diện đồng phục của công ty, tên tập đoàn được anh đặt là Hà Gia Trang, ngụ ý là trang trại của gia đình mình. Kinh doanh thành công, Hà Gia Kính hiển nhiên sống cuộc sống sung túc, giàu có. Dù không ít lời mời trở lại đóng phim, song nam diễn viên đều cương quyết từ chối. Anh cho rằng bản thân hiện tại chỉ thích hợp làm kinh tế, còn nghề diễn đã không còn phù hợp với mình. Tôi biết khán giả vẫn còn thương nhớ, nhưng mong quý vị hãy hiểu cho. Hãy để Hà Gia Kính cùng những vai diễn của anh ấy được trở thành ký ức đẹp trong lòng mỗi người, cựu diễn viên bày tỏ. Dẫu vậy, Hà Gia Kính vẫn thỉnh thoảng nhận lời tham gia quay hình cắt tóc show để gặp gỡ khán giả. Tài tử cũng khá chủ động chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường nhật thông qua Weibo cá nhân và tương tác cùng fan. So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, Hà Gia Kính nhận được nhiều lời khen về việc duy trì nhan sắc và phong độ. Nam diễn viên tiết lộ để có được thân hình lý tưởng ở tuổi này, anh luôn nghiêm khắc với bản thân về chế độ sinh hoạt, giữ tinh thần lạc quan, đồng thời luyện khí công và ăn chay. Giàu có, điển trai, song Hà Gia Kính ở tuổi 61 vẫn độc thân khiến nhiều người tiếc nuối. Khi còn hoạt động showbiz, nam diễn viên chỉ công khai hai mối tình với hai nữ diễn viên Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa. Song tất cả đều trống tan khi các cô gái không chịu được bạn trai chỉ lo công việc mà không đoái hoài đến mình. Từ đó đến nay, nam diễn viên cũng không công bố thêm bất kỳ mối tình nào. Trong một lần phỏng vấn, nam diễn viên thừa nhận mình khá lận đận trong chuyện tình cảm. Dẫu vậy, anh lại cảm thấy khá thoải mái, ung dung khi có thể tận hưởng cuộc sống một thân một mình chu du khắp nơi, không bị ràng buộc. Ngoài sự yêu mến, không ít người gọi tôi là lão nam thần, ám chỉ tôi đã già. Người thân tôi cũng bị tác động mà tỏ ra nóng lòng, hối thúc tôi kết hôn.
Tuy nhiên, tôi thấy mọi thứ rất bình thường, mình vẫn yêu đời, không ngừng hoàn thiện bản thân và phấn đấu trong cuộc sống. Thú thật, tôi giờ đây đã không còn nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn, tài tử nói. Clip tổng hợp sự nghiệp Hà Gia Kính Thúy Ngọc. Ha ha ha, 问什么的说呵